Về sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì mình thấy đây là một sản phẩm nó thể hiện được rõ ràng cái quyền lợi và cái lợi ích mà bảo hiểm mang lại đến cho khách hàng. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe này thì đã mang đến cho khách hàng cái sự chăm sóc sức khỏe trong những điều kiện tốt nhất tại những bệnh viện hiện đại nhất theo chuẩn quốc tế. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe là một sản phẩm hiệu quả, nhanh chóng và đẳng cấp tối ưu về cái quyền lợi chăm sóc sức khỏe của khách hàng. Nó giúp cho mình tăng cái sự quan tâm của khách hàng đối với cái sản phẩm bảo vệ nhân thọ của AIA. Với cái bản 2.0 này, mình hy vọng AIA có thể chủ động hơn trong việc chi trả cho khách hàng và cũng tăng cái khả năng thanh toán nhanh chóng hơn, tăng cái sự quan tâm của khách hàng phẩm và cũng giúp cho tư vấn viên có khả năng chốt deal với KSI lớn hơn cái sản phẩm trước đó.